Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Túi khí trong các xe cũ có thể gây chết người. Túi khí ô tô càng cũ, khả năng gây nổ càng cao trong điều kiện nóng ẩm của Việt Nam. Đó là những tin chính trong video ngày hôm nay. Đã có 20 người thiệt mạng do lỗi túi khí Takata. Dấu hỏi lớn cho người dùng xe có túi khí của Takata. Túi khí là để cứu bạn trong trường hợp xe bạn có thể bị tai nạn, nhưng túi khí kém chất lượng hoặc là không đúng tiêu chuẩn lại chính là nguyên nhân có thể giết chết bạn ngay cả khi chiếc xe của bạn đứng im không vận hành. Là khách hàng lớn nhất của hãng túi khí Takata nên Honda cũng là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong vụ lỗi túi khí dẫn đến việc triệu hồi hàng triệu xe ô tô trên toàn thế giới và liên quan tới ngày càng nhiều trường hợp tử vong do các mảnh kim loại sắc nhọn văng ra từ túi khí trên xe. Vụ tai nạn xảy ra ngày 10 tháng 7 tại Baton Rouge, bang Louisiana khiến một người thiệt mạng. Danh tính nạn nhân cho đến nay vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, chiếc xe gặp nạn là Honda Civic năm 2004. Đại diện của Honda và Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã xác nhận rằng túi khí bị nổ là do nguyên nhân khiến người này tử vong. Trong tuyên bố của mình, Honda cho biết chiếc xe này nằm trong diện bị triệu hồi, nhưng chủ xe đã không mang xe tới đại lý để sửa chữa dù được liên hệ rất nhiều lần. Hơn thế nữa, túi khí được phát hiện trong xe thậm chí còn không phải là túi khí nguyên gốc được trang bị từ nhà máy của Honda. Đây là túi khí được trang bị cho một chiếc Honda Civic 2002 và sau đó có thể đã được mua lại và lắp vào chiếc xe bị tai nạn. Chiếc xe Honda Civic 2002 cũng nằm trong nhóm xe phải triệu hồi vì lỗi túi khí Takata, nhưng do xe cũ hơn nên ammonium nitrate được sử dụng làm chất kích nổ túi khí trên xe có thể bị biến chất nhiều hơn. Honda xếp những chiếc xe như vậy vào nhóm Alpha và cho biết chúng có khả năng gây rủi ro cho người dùng cao hơn các dòng xe đời mới hơn. Tỷ lệ nổ túi khí quá mạnh làm văng các mảnh kim loại sắc nhọn ở nhóm này lên tới 50% khi tiếp xúc với độ ẩm cao. Trong khi đó, bang Louisiana lại nằm trong số những nơi nguy cơ cao bởi đặc trưng khí hậu nóng ẩm. Honda hiện đang tiếp tục kêu gọi chủ sở hữu những chiếc xe thuộc diện phải triệu hồi, đặc biệt là phiên bản 2001-2003, cần sớm đưa xe tới sửa chữa hoặc bảo dưỡng miễn phí. Honda cho biết hãng đang tìm kiếm tại các bãi xe cũ trên khắp nước Mỹ để triệu hồi những túi khí Takata bị lỗi và đã loại bỏ hơn 100.000 chiếc khỏi thị trường phụ tùng đã qua sử dụng trong suốt 2 năm qua. Hãng cũng đã yêu cầu các trang web bán đấu giá xe trực tuyến lớn ngừng bán những chiếc xe có túi khí bị lỗi. Sau vụ tai nạn, Honda cho biết, chúng tôi muốn gửi sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc tới gia đình của nạn nhân trong giờ phút khó khăn này. Hãng cũng đã khuyến cáo cho các khách hàng trên các trang web recallhonda.com để kiểm tra tình trạng triệu hồi xe của Honda hoặc trang web recalls.acura.com đối với những người sở hữu xe Acura. Theo giới chức Mỹ, đợt triệu hồi túi khí Takata được coi là có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, ảnh hưởng tới 46 triệu túi khí và 34 triệu xe của nhiều nhà sản xuất ô tô khác nhau. Vụ việc cũng đã dẫn tới sự phá sản của Takata, nhà sản xuất túi khí ô tô hàng đầu của Nhật Bản. Chi nhánh Honda ở Mỹ cũng đã phát hành một video hôm thứ Hai vào ngày 20 tháng 11 nhằm kêu gọi các chủ xe đưa xe đến để kiểm tra và sửa chữa nếu cần. Honda đã mời bà Stephanie Erdman tham gia thực hiện đoạn video này. Bà là người đã từng làm chứng trước Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải Thượng viện Mỹ vào ngày 20 tháng 11 năm 2014 về việc máy bơm túi khí trên chiếc Honda Civic đời 2002 của bà bị vỡ và các mảnh kim loại đã găn vào mắt, khiến thị lực bên phải của mắt bà bị mất hoàn toàn. Hãng cho biết đoạn video này sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình địa phương. My name is Stephanie Erdman, and I want to tell you about the day my life changed forever. In September 2013, I was driving home when a vehicle pulled out in front of me. Our cars collided. The airbag deployed. But instead of protecting me, its inflator ruptured, shooting a piece of metal into my right eye. I suffered a serious injury, and my vision will never be the same. I'm lucky to be alive. Others haven't been so fortunate. 20 năm trước, nhiều hãng xe đồng loạt quyết định sử dụng công nghệ giá rẻ của Takata. Họ bỏ ngoài tai những cảnh báo về an toàn để rồi ít nhất đã có 20 người ra đi mãi mãi. Vào những ngày cuối năm 1990, General Motors nhận được một lời đề nghị bất ngờ và hấp dẫn. Một nhà cung cấp ở Nhật Bản ít người biết đến là Takata có thể chế tạo túi khí ô tô với chi phí thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. GM đàm phán với nhà cung cấp túi khí của mình, công ty Autoliv, để đưa ra bài toán về một loại túi khí rẻ hơn hoặc hợp tác đôi bên sẽ bị phá vỡ theo Linda Ring, một nhà khoa học cấp cao tại Autoliv, người bảo đảm dự án, hợp tác với GM lúc bấy giờ.
Nhưng khi các nhà khoa học của Autoliv nghiên cứu, họ phát hiện ra vấn đề túi khí của Takata dùng ammoni nitrat, một loại hợp chất bay hơi nguy hiểm. Nó là thành phần quan trọng để làm bung túi khí. Chúng tôi chọn câu trả lời là không, chúng tôi sẽ không sử dụng loại hợp chất này, Robert Taylor, nhà khoa học của Autoliv nhớ lại. Hợp chất ammoni nitrat là một nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi ô tô lớn nhất trong lịch sử, có ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do lỗi túi khí của Takata. Túi khí Takata đang sử dụng trong hơn 100 triệu ô tô của GM và 16 nhà sản xuất khác tại Mỹ. Không có chi tiết về quá trình ra quyết định của GM 20 năm trước, nhưng có một cuộc tìm kiếm đã chỉ ra rằng lựa chọn của họ chỉ để tiết kiệm vài đô la cho mỗi túi khí. Nhiều nhà sản xuất ô tô cũng đóng vai trò quan trọng dẫn đến khủng hoảng. Thay vì trách nhiệm hoàn toàn đặt lên bờ vai của Takata, các hãng xe đã ép các nhà cung cấp của họ tìm cách cắt giảm chi phí. General Motors nói với chúng tôi rằng họ sẽ mua túi bơm khí của Takata trừ khi Autoliv cung cấp với mức giá rẻ hơn. Sản phẩm của Takata thấp hơn 30% mỗi đơn vị so với chúng tôi, tương đương với việc tiết kiệm được vài đô la, bà Ring nói. Chúng tôi không biết làm cách nào để cạnh tranh lại với họ. Chúng tôi hiểu rằng GM ưu tiên sự lựa chọn nhà cung cấp giá rẻ, Chris Hawk, cựu nhân viên của Autoliv cho biết, nhưng đó là phương án vô cùng nguy hiểm. Ngay cả khi xuất hiện hàng loạt các cảnh báo an toàn, Takata vẫn tiếp tục sử dụng ammoni nitrat sản xuất túi khí và các nhà sản xuất ô tô vẫn tiếp tục mua. Năm ngoái, túi khí của Takata trang bị trên các mẫu xe phiên bản 2016 của 7 hãng, thậm chí túi khí mới để thay cho những chiếc xe thuộc diện triệu hồi đều do Takata sản xuất. Hãng túi khí Nhật Bản từng tuyên bố họ đã thực hiện các cuộc nghiên cứu giúp ammoni nitrat không bay hơi trước sự tác động của nhiệt độ và độ ẩm, hai nguyên nhân chính dẫn đến sự biến đổi của hợp chất này. Các nhà sản xuất cũng đã thực hiện nghiên cứu về việc bổ sung chất làm khô, hỗ trợ cho ammoni nitrat không bị ảnh hưởng. Theo các nhân viên cũ của Takata, vì phải đối mặt với khó khăn, công ty bị hấp dẫn bởi loại hợp chất ammoni nitrat rẻ tiền. Mark Lilly, người từng làm kỹ sư tại Takata, nói với NY Times vào năm 2014, bài toán chi phí là tác động rất lớn đến quyết định của Takata. Công ty bỏ ngoài tai những mối nguy hiểm. Ông Lilly đã đưa ra mối lo ngại từ những năm 1990, nhưng không ai quan tâm tới lời cảnh báo, tiết kiệm chi phí luôn được đặt lên hàng đầu. Cũng trong khoảng thời gian đó, nhóm nghiên cứu tại Autoliv được yêu cầu nghiên cứu túi khí của Takata. Ông Taylor, chuyên gia hóa học của Autoliv cho biết, nhóm của ông ngay lập tức đã nhận ra những nguy hiểm do ammoni nitrat có thể gây nên. Chúng tôi xé túi khí của Takata, phân tích và xác định các thành phần. Vị chuyên gia nói, chúng tôi thử kích nổ, khí tạo ra rất nhanh khiến túi khí bung ra quá mạnh. Các nhà khoa học thuộc Autoliv trước đây đều cho biết, sự nguy hiểm của ammoni nitrat không thể chối cãi. Quan điểm của Autoliv nhận được sự ủng hộ từ các cuộc nghiên cứu nổi tiếng. Các nhà nghiên cứu từng cảnh báo rất nhiều thập niên qua về tính chất của ammoni nitrat, thứ hợp chất có thể bị phá vỡ khi tiếp xúc với sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm. Autoliv cảnh báo rất nhiều các nhà sản xuất ô tô nhưng không thể thay đổi được cục diện. Tháng 1 vừa rồi, Takata đã nhận lỗi tại Mỹ vì cố tình cung cấp dữ liệu sai lệch với các cơ quan quản lý an toàn túi khí của Takata có thể nổ với sức mạnh quá mức cần thiết, khiến những mảnh vụn văng ra ngoài gây nguy hiểm cho người ngồi bên trong. Được biết, có tổng cộng 17 ca tử vong toàn cầu do lỗi bơm túi khí Takata và trên 180 trường hợp bị thương chỉ tính riêng tại Mỹ. Trong tháng 6 năm 2017, Takata đã nộp đơn xin phá sản tại Mỹ và Nhật Bản cũng như chấp thuận thương vụ bán lại các tài sản toàn cầu cho nhà sản xuất túi khí lớn thứ tư thế giới Key Safety System thuộc sở hữu của Trung Quốc với trị giá 175 tỷ yên, tương đương 1,59 tỷ đô la, xấp xỉ 36,1 nghìn tỷ đồng. Số phận của Takata đã đặt dấu chấm hết. Nhưng dù có đáng hay không, ít nhất thì cũng có 20 người đã thiệt mạng và không bao giờ có thể trở về. Dấu hỏi lớn cho người dùng xe có túi khí của Takata. Túi khí là để cứu bạn trong trường hợp xe bạn có thể bị tai nạn, nhưng túi khí kém chất lượng hoặc là không đúng tiêu chuẩn lại chính là nguyên nhân có thể giết chết bạn, ngay cả khi chiếc xe của bạn đứng im không vận hành. Vậy nên, bạn nên xem lại xe của mình có nằm trong danh sách bị triệu hồi hay không, hoặc thậm chí xe của bạn không nằm trong danh sách bị triệu hồi nhưng bạn đã mua phải chiếc xe được lắp túi khí bị lỗi khi nó được phục hồi lại sau tai nạn. Vậy nên, kiến thức về xe rất cần thiết để bảo vệ cho chính bạn và gia đình của mình.
Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.